Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện kiêu khởi thanh nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 16. Ngủ đến nửa đêm, Tước Trà bỗng nhận thấy phần đệm cao su bên cạnh hơi phồng lên. Đó là do Tưởng Bách Xuyên đứng dậy. Tước Trà vẫn nằm im, cơn giận vẫn chưa nguôi vì cuộc cãi vã trước khi đi ngủ cô đã hứa rằng sẽ không cho ông ta thấy một chút vui vẻ nào trong hai ngày tới. Tuy nhiên, đôi tai không chịu nghe lời, vẫn dựng đứng lên, bắt lấy từng hành động của tường Bách Xuyên, ông ta kéo ghế tới bên bàn, mở máy tính và đeo tai nghe lên. Ánh sáng trong phòng thay đổi lúc sáng lúc tối chứng tỏ ông ta lại xem video. Tước trà bực mình, một người phụ nữ xinh đẹp tựa đoa hoa đang nở rộ như cô lại phải chịu đựng một ông chú già, vậy mà ông ta còn không biết quý trọng đã bảo tới Tây An để chơi cho thỏa thích. Kết quả là ngày nào ông ta cũng như người trên mây, cứ nhớ mãi những chuyện vớ vẩn của răng cửa. Gã đều cáng, tưởng mình sẽ ở bên anh ta mãi chắc. Đằng nào mình cũng không danh không phận, xung quanh còn đầy đàn ông khỏe mạnh, đổi ai chẳng được. Anh đào cũng được, cơ thể khỏe mạnh chắc chắn sẽ lâu hơn gã tưởng này. Sơn Cường hơi xấu nhưng được cái trẻ, mới chớm 20 vẫn có thể coi là cỏ non. Hình thâm nghĩ tới hình thâm cô chợt ngẩn ngơ lần đầu tiên tức trà thấy hình thâm là ở răng cửa hôm ấy trời đổ mưa chị hoa dẫn cô tới căn nhà mới dọn dẹp vốn dĩ chẳng trông đợi gì vào nhà cửa trong thôn nên khi trông thấy căn nhà ấy cô rất hài lòng dù sao cũng là nông thôn có căn nhà sáng sủa sạch sẽ thế là tốt lắm rồi tức trà mở cửa sổ để nhìn ngắm phong cảnh thôn xóm trên núi mưa không lớn lắm những nơi gần núi mỗi khi mưa nhỏ sẽ dễ thành xương, trong tầm mắt là mảnh trắng xóa khiến cho cả răng cửa cũng trở nên yêu kiều. Có một người đàn ông cầm ô đi ngang qua, đó chính là hình thâm, mới đầu tước trà không để ý tới anh ta lắm, cô chỉ cảm thấy cảnh tượng này hệt như một bức tranh thủy mặc, cảnh sắc và con người hòa hợp với nhau. Sau này chị Hoa mới cảm thán với cô rằng, đó là hình thâm. Người đẹp như vậy mà tiếc thay lại bị mù. Mù, tước trà nhìn chằm chằm hình thâm. Cô nghĩ, tại sao một người mù đi ra ngoài mà lại không cần ai đỡ? Cũng chẳng thấy dùng gậy dò đường hay cho dẫn đường nhỉ. Không chỉ vậy, anh ta còn đi đẹp hơn đa số người bình thường. Thậm chí còn có vẻ trầm lắng khác biệt của chiếc tơi mưa gió mặc kệ đời. Tước trà bực bội xoay người. Dạo trước cô luôn chê răng cửa tan hoang, vắng vẻ khiến người ta sinh bệnh vì buồn chán, cũng phải kỳ kèo tưởng bách xuyên mãi ông ta mới chịu dẫn cô về trốn phồn hoa. Nhưng nay nghĩ lại mới thấy răng cửa cũng có ưu điểm. Ít nhất ở răng cửa cô sẽ nhìn thấy hình thâm. Chốt tâm tình ấy của tước trà, tưởng bách xuyên chẳng hề nhận thấy. Mấy hôm nay trong đầu ông ta luôn là ba người bị nhốt ở răng cửa. Mở thư mục ra, bên trong toàn là video. Đây là yêu cầu của ông ta, mỗi khi tiếp xúc, nói chuyện với ba người này đều phải ghi hình lại con chuột lướt qua những tiêu đề gồm thời gian và tên người, cuối cùng dừng lại ở một video. Nhấp chuột mở lên, mấy giây đầu hình ảnh con mở và rung lắc. Trong video đó viêm thác ngồi thẳng người trên ghế rồi nghiêng đầu nhổ nước miếng hòa chung với máu xuống đất. Trên mặt, trên cổ anh đầy những vết máu và bầm tím, gò má anh lõm hẳn xuống vì mấy ngày không được ăn uống gì. Ánh đèn lướt qua khiến những mảng tối trên mặt trông thật nặng nề. Người hỏi là tưởng Bách Xuyên nhưng ông ta không xuất hiện trong ống kính. Tưởng Bách Xuyên, răng chó là thế nào? Viêm thác nhìn thẳng màn hình, khẽ động khóe môi như muốn cười nhưng lại chẳng còn chút sức nào vì đói, nhặt được. Tôi mở công ty bán thuốc Bắc, thường thuê người đi hái thuốc hồ. Nghĩa là bỏ tiền thuê người tới những chốn xa xôi, tìm kiếm thảo dược hoang dài. Dẫu sao thảo dược trồng trong nhà cũng kém hơn mọc hoang. Nói tới đây anh liếm môi có một bàn tay thò vào trong phạm vi ống kính, hất một nắp nước lên mặt viêm thác. Anh cố ngẩng đầu lên, thè lưỡi liếm hết những giọt nước có thể liếm được. Chốt nước ấy chẳng khiến anh bớt khát mà ngược lại nó còn làm anh đói hơn, đói tới mức cả người run rẩy. Có một lần bọn họ vào núi hái thuốc, tôi rảnh rỗi nên đi cùng. Cũng là lần ấy tôi nhặt được răng chó, mới đầu tôi tưởng anh ta lạc đường, định tốt bụng đưa anh ta về nhà. Ai ngờ hỏi họ tên, địa chỉ anh ta đều không đáp được nhưng còn chưa xong việc nên cứ dẫn theo tưởng bách xuyên hỏi tiếp sau đó thì sao sau đó thì phát hiện anh ta có vài điểm không giống con người hoặc phải nói là hơn hẳn con người người làm ăn như chúng tôi luôn có những việc không đường hoàng cần phải cho người đi xử lý mà người không giấy tờ không nằm trong hồ sơ như răng chó lại rất thích hợp với công việc ấy tưởng bách xuyên nhặt được ở đâu viêm thác ngẩng đầu liếm đôi môi khô khốc cho tôi một tờ bản đồ tôi chỉ cho ông xem tưởng bách xuyên bấm nút tạm dừng phóng đại gương mặt viêm thác tới mức bức hình vỡ nét không còn nhìn ra đâu là đôi mắt nữa ông ta cảm thấy viêm thác nói dối nhưng lại chẳng phản bác được có đánh có tra tấn thế nào viêm thác cũng cứ nói như vậy tưởng bách xuyên cau mày rất lâu sau ông ta mới mở video thứ hai nhân vật chính của video này là tôn chu anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, miệng bị nhét vải, tay chân bị trói cứng vào một tấm phản sắt bằng dây vải khiến người anh ta trông như một chữ ra. Tôn Chu ra sức dãy dụa với ánh mắt sợ hãi và những đường gân xanh nổi lên trên trán. Người bước vào ống kính là chị Hoa, bà ta cầm một bó củi dài ba tấc, to bằng củ sen trong tay. Nhúng phần dầu bó củi vào trong chung dầu rồi châm vào ngọn lửa trên chăn dầu bên cạnh, một ngọn lửa cam ánh xanh vọt lên cao. Chị Hoa đơ báo đuốc lại gần mặt Tôn Chu, hành động này tựa như đang nướng sống, thiêu sống anh ta vậy. Tôn Chu vùng vẫy dữ rồi, mà anh ta càng vùng vẫy, màn ảnh càng tiến lại gần cho đến khi có thể nhìn thấy cả những làn khói bốc ra từ lớp da bị nướng chín, nghe thấy cả tiếng da cháy xì xèo. Lần thứ hai tưởng Bách Xuyên bấm nút tạm dừng, ông ta lại phóng to gương mặt Tôn Chu lên, phóng to hơn nữa cho tới lúc hai con mắt lồi của Tôn Chu gần như chiếm hết nửa màn hình. Dù hình ảnh đã vỡ nét nhưng vẫn có thể thấy được trong hai con mắt của Tôn Chu đều có mấy sợi máu đỏ tươi vắt qua con ngươi. Tưởng Bách Xuyên lắc đầu, thì thào, không cứu được. Video cuối cùng ông ta xem là của răng chó, lúc bấm, ông ta còn nuốt nước miếng, thật ra những video này ông ta đều xem cả rồi, xem rồi tất nhiên có thể chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cũng chính cho nên nên phản ứng của cơ thể mới càng chân thực. Cũng tựa như Tôn Chu răng chó chỉ mặc một chiếc quần cộc nhưng gã luôn trong trạng thái mê man điều này có liên quan tới việc gã bị thương nặng để chứng minh gã đúng là cú đất nhấp cửu la đã lấy máu ở sau cổ cánh tay và đùi gã mà để gã bắt đi năng lực hoạt động trong một thời gian ngắn cô lại đâm cho gã hai nhát một nhát vào đỉnh đầu và một nhát chặt gãy cột sống lại thêm vết thương nơi mắt trái thành thử trên người răng chó có tất cả sáu vết thương Video quay từ phía trước nên người xem luôn có cảm giác hốc mắt bên trái của gã như mảnh rụng đầy gốc dạ bỏ hoang. Đỉnh đầu gã có một rúm gì đó màu trắng nhọn nhọn. Kế sát ống kính và mới rõ đó là một thứ tương tự với tơ nhện hoặc kén tằm cuốn lấy nhau. Không cần xem hết mọi phút mọi giây bởi sáu vết thương ấy đều có hiện trạng giống nhau. Tưởng Bách Xuyên kéo thẳng xuống 2 phút 39 giây. Trong màn hình là hình ảnh đặc tả cho vết thương ở mắt trái của răng chó vẫn là những sợi tơ trắng quẩn quanh. Người cầm camera thờ phì phò, giọng cũng lạc đi, thứ tôi đang quay chính là con mắt bị mù của tên này. Còn người ban đầu đã hỏng cả, bây giờ nhìn kỹ có thể thấy lớp kén này đã phồng lên. Vì để người xem thấy được sự phồng lên ấy, màn ảnh chuyển sang ngang. Đúng như miêu tả, lớp kén đó như được bơm hơi, đang phồng lên từng chút một và sắp sửa vỡ toang. Điện thoại rung lên. Trước khi đi ngủ ông ta đã tắt chuông nên giờ phút này điện thoại không phát nhạc mà chỉ rung o trên bàn tựa như một con cóc sao đồng. Sợ đánh thức tức trà, Tường Bách Xuyên vội vàng tắt video, mang điện thoại ra ban công. Đêm đã khuya nhưng dẫu sao thành phố cũng là thành phố. Ánh đèn bật suốt đêm làm nhạt đi đêm tối, trên con đường dưới nhà xe cộ qua lại tấp nập, phía xa xa vẫn còn bóng tháp đại nhạn thấp thoáng. Người gọi tới là Sơn Cường, nghe giọng rất vội vã lẳng lặng nghe anh ta nói hết, tưởng Bách Xuyên mới hỏi, con đường không chính thống. Đúng vậy, chú tưởng có phải rất kỳ lạ không? Họ chỉ đăng bài trên những nhóm quay và diễn đàn chứ chẳng nhờ tới những con đường chính thống. Bên đó nói là đã báo cảnh sát nhưng do công ty sốt ruột quá nên lại treo giải thương tìm người. Nhưng cháu nhờ bạn trong đồn công an tìm hiểu thì không có ai báo án cả. Báo cảnh sát quái gì, báo cảnh sát trong mơ thì có tưởng bách xuyên hỏi tiếp sau đó thì sao sơn cường thoáng trần trừ cháu với đầu to bàn nhau giả làm người biết tin tức đi tiếp xúc với đối phương ông cha ta chẳng bảo núi không tới tìm ta ta sẽ đi tìm núi áp à, câu nói núi không đi tìm ta ta sẽ đi tìm núi vào trường hợp này cũng rất là hài hước tưởng bách xuyên cười khẽ đã hai tuần kể từ ngày ông ta nhận lấy ba món hàng từ tay nhiếp nhị phải thừa nhận hai tuần nay bọn họ như người đi vào ngõ cụt không có lấy một tí ti tiến triển nào cũng cho nên cả đám đã tản ra tứ xứ thôn giam cửa chỉ còn mấy người chỗ chị hoa ở lại trong nhà răng chó hôn mê tôn chu đang được chữa bệnh viêm thác thì khai lời khai hoàn hảo không chê vào đâu được tài sản dưới tên anh rất nhiều tất cả đều nhờ anh có một ông bố giỏi kiếm tiền không chỉ có một công ty bán thuốc bắc viêm thác còn có cả nông trường trồng trọt mà Lâm Hỷ Nhu mẹ anh cũng đúng là một người thực vật nằm trên giường bệnh đã nhiều năm. Theo ảnh chụp được gửi về, đó là một bà lão quát queo gần đất xa trời. Hai bên liên lạc thường xuyên là bởi viêm thác có hiểu, điều dưỡng thường xuyên báo cáo tình trạng sức khỏe của Lâm Hỷ Nhu cho anh. Lời khai khớp hoàn toàn có hai trường hợp, một là lời khai thật sự, có thể tin được. Hai là đối phương làm việc quá cẩn thận, mọi bước đi đều hoàn mỹ tưởng bách xuyên cảm thấy là trường hợp thứ hai cái ao nước sau lưng viêm thác sâu hơn rất nhiều so với những gì ông ta nghĩ sau một thoáng trầm ngâm tưởng bách xuyên trả lời chuyện tiếp xúc thì chắc chắn rồi nhưng còn phải lên kế hoạch tỉ mỉ đã nắp xứ bị hơi nước nóng bỏng đầy lên đánh bịch một cái canh nấm tuyết đã nấu xong chị lư tắt bếp múc một chén đặt lên chiếc khay đen có hoa văn màu vàng rồi bưng ra ngoài đây là một căn nhà ba gian có từ thời dân quốc nhưng hình dạng và cấu tạo của nó không hề tuân thủ kiến trúc thời bấy giờ mà lại kết hợp cùng văn hóa phương Tây. Gian giữa là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, vị trí căn nhà có thể nói là kiếm sự yên tĩnh giữa chốn ồn ào, bởi chỉ cần ngửa đầu lên là có thể trông thấy những tòa nhà cao chót vót tọa lạc tại trung tâm thành phố. Chị Lư làm nghề giúp việc, thường chỉ đến dọn dẹp theo giờ nhưng từ năm trước đã tới làm hẳn ở đây khi đó người môi giới bảo có một khách nữ trẻ tuổi họ nhiếp muốn tìm một người giúp việc gia đình trả lương cao công việc cũng chỉ đơn giản là nấu nướng dọn dẹp thôi chị lư quyết đoán nhận việc sau này mới thấy mình thật may mắn được ở nhà đẹp ăn đồ ngon làm ít việc mà chủ nhà lại dễ tính những chuyện may mắn thế này có thắp nhang cầu nguyện cũng không cầu được tháng trước cô nhiếp đi thiểm nam du lịch chắc là bị lạnh nên từ lúc về vẫn luôn ho khan mỗi tối chị lư đều nấu canh nấm tuyết cho cô nhuận phổi ngoài trời đang mưa to cũng may có mái hiên vòng quanh sân những nơi có mái hiên đều được xây thành hành lang đi khắp nhà cũng không lo bị ướt chị lư bước dọc theo hành lang đi tới gian nhà chính tầng một là phòng khách tuy lúc này không bật đèn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới tầm nhìn bởi vì ánh đèn trên tầng hai đã dọi xuống vẫy lên một lớp ánh sáng mỏng manh cho cầu thang xoắn ốc chị lư bước lên cầu thang Cô nhiếp này làm nghề điêu khắc, loại nào cũng có nhưng chủ yếu là tượng đất truyền thống của Trung Quốc. Tầng 2 chính là nơi làm việc và nghỉ ngơi của cô. Vừa lên tới tầng 2, ánh đèn đã sáng hơn rất nhiều. Trên này được làm thành một căn phòng lớn rộng rãi, không che không chắn. Trong phòng có hai chiếc bàn dài. Một chiếc là bàn làm việc để đầy những dụng cụ như rìu, cưa, búa, dây kẽm, thanh gỗ, dao khắc. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đó là bàn làm việc của thợ mộc. Một bàn khác là bàn xoay điêu khắc, chính giữa bàn có một chiếc đĩa quay, đặt bức tượng lên đó là có thể xoay tròn 360 độ, giúp người thợ không cần đi tới đi lui khi điêu khắc. Trừ những thứ đó ra, ở khắp mọi ngóc ngách trong phòng đều xếp đầy những bức tượng, có tượng đã làm xong, có tượng đang phơi, cũng có cả những bức tượng làm được một nửa lại không hài lòng bị gác lại. Với trường hợp này cô sẽ bọc lại bằng màng ni lông và phun nước định kỳ để giữ tính dẻo, để sau này có ý tưởng lại tiếp tục. Ngay lúc này nhấp cửu la không bận rộn với công việc. Cô đang lật xem một cuốn album với tư thế ngồi thoải mái trong bộ đồ ngủ làm từ lùa. Chị Lư đặt khay xuống, liếc qua cuốn album. Đây là một cuốn album cũ, ảnh chụp bên trong cũng cũ, mép ảnh đều đã ố vàng nhưng hai người trên ảnh lại vẫn trẻ trung, sống đồng bức ảnh nhiếp cửu la đang xem là ảnh cưới chị lư nhận ngay ra mối quan hệ của người trên ảnh với nhiếp cửu la qua đường nét gương mặt của hai bên ôi đây là bố mẹ cô hà nhiếp cửu la gật đầu chia ảnh ra cho chị lư xem trông giống em à? chị lư gật đầu lia lịa giống lắm cô biết chọn ghê chọn hết những nét đẹp của bố mẹ nhiếp cửu la cười còn giơ tay lên sờ mặt thật ạ à? công ty giúp việc luôn yêu cầu công nhân làm nhiều nói ít đặc biệt là không nghe ngóng cuộc sống cá nhân của chủ nhà thêm vào đó nhấp cửu la lại hay ra ngoài thăm thú nên dù đã làm việc ở đây một thời gian không ngắn thì chị lư vẫn chẳng hay biết gì về gia đình cô nhưng quãng thời gian này là thời điểm thích hợp để tâm sự mà trông nhấp cửu la cũng vui vẻ chẳng nghi ngại mấy với đề tài này họ không ở cùng cô à nhấp cửu la trả lời mẹ em gặp chuyện ngoài ý muốn, mất từ rất lâu rồi. Ba em đau lòng quá đã nhảy lầu theo. Câu trả lời quá bất ngờ khiến đầu óc chị Lư không hoạt động, đúng là người chồng tốt. Vừa nói dứt lời, chị đã muốn tự tát mình, bố mẹ người ta thảm thế mà mình còn khen người chồng tốt à. Chị lắp bắp giải thích, không phải, tôi xem trong tivi đa số là đàn ông chết phụ nữ tự tử theo chứ ít khi ngược lại. Bố cô là một người trọng tình cảm. Nhếp cửu la nhìn vào bức ảnh, không mặn không nhạt, người chồng tốt à. Có thể lắm nhưng người bố tốt thì chưa hẳn. Lúc ông ấy nhảy lầu chắc đã quên luôn việc mình còn có một đứa con phải nuôi lớn rồi. Chị Lư xấu hổ vô cùng, chị thật sự không biết phải đáp lại câu nói này như thế nào nữa. Nhận ra sự lúng túng ấy, nhếp cửu la ngừng đầu lên cười với chị, không sao đâu chị. Em không kiêng kỵ việc này, cũng không có ý kiến gì với bố em cả em chỉ cảm thán một câu vậy thôi. Cô thì không để bụng nhưng về phía chị Lư, cuộc trò chuyện này tựa như một lỗi lớn trong công việc. Chị nói thêm đôi câu rồi vội vàng chạy xuống dưới như đang chạy trốn. chương 17 Gấp cuốn album lại, nhấp cửu la bưng bát canh đi tới bên cánh cửa sổ mở hé. Mưa đang trên đà lớn, giữa sân một bóng đen khổng lồ lắc qua lắc phải trong màn mưa mù. Đó là một cây hoa quế cao tới 3 mét. Nhếp cửu la lo lắng dõi theo tán lá đông đưa. Hoa quế vàng rất thơm, mấy hôm trước chị Lư còn bảo đợi lúc ra hoa sẽ hái về làm kẹo, làm mứt. Giờ phút này, cô chỉ mong sao mưa đừng làm dụng hết nụ hoa. Chiếc điện thoại để trên bàn làm việc rung lên, có tin nhắn gửi tới. Nhếp cửu la nghe thấy nhưng chẳng qua xem vội mà đợi tới lúc uống hết canh nấm tuyết rồi cô mới cầm lên. Không ngờ lại là tin nhắn do bên kia gửi tới chẳng phải mọi chuyện đã xong xuôi rồi à sao lại tìm cô nữa nhếp cửu la nhíu mày một thoáng mới mở tin nhắn ra xem việc gấp nói qua điện thoại nhếp cửu la ngần ra bởi trước nay cô chưa từng nhận được từ việc gấp ở trong tin nhắn của bên kia cô nhắn lại một chữ được đây là quy định đã thống nhất của hai bên có gấp đến đâu cũng không được tự tiện gọi tới phải đợi đối phương đồng ý mới được tưởng bách xuyên gọi tới đi thẳng vào vấn đề với giọng rất nghiêm túc, nhấp nhị, viêm thác chạy rồi. Cái tên viêm thác này đã gần như xa lạ với nhấp cửu la. Cũng may cô nhớ ra và hiểu được ý nghĩa của câu nói này ngay. Cô cũng nhận thức được việc viêm thác chạy thoát sẽ mang tới cho mình bao nhiêu rắc rối. Một sự bực dọc len lỏi vào tim khiến cô muốn chui vào trong điện thoại, mò tới đầu dây bên kia đánh cho đối phương một trận tơi bời. Quân An Hải hợp tác với mấy người này đúng là sự xui xẻo của cô. Anh ta chạy mất từ khi nào? Chạy kiểu gì? Tưởng Bách Xuyên thuật lại sơ lược câu chuyện. Ông ta bảo hơn hai tuần nay ngoài giam giữ ra, mọi chuyện không có bất cứ tiến triển nào, thế nên mọi người đều sốt ruột. Hai hôm trước chợt có tiến triển mới. Đầu tiên là tin tìm người được lan truyền khắp thành phố An Khai bằng những phương thức không chính thống. Có người treo dài tìm viêm khác mấy người ở răng cửa trong nhà muốn thử gặp gỡ bên kia xem có phát hiện được gì không. Tưởng Bách Xuyên tự trách, cũng tại chú không suy xét kỹ càng. Ở răng cửa không có ai đảm đương nổi công việc, bọn đầu to lại ít kinh nghiệm, chắc là bị đối phương phát giác trong lúc gặp gỡ rồi bám theo tới răng cửa. Con người chẳng ai giống hệt ai, cũng chẳng thể trách mắng vì người ta không thông minh bằng mình được, anh ta dần độn giấy, kém thông minh đấy, thì có sao? chỉ mình viêm thác chạy thoát hay tất cả đều chạy. Tưởng Bách Xuyên cười khổ, đã tìm tới cửa thì người ta phải bưng cả ổ chứ ai lại cứu mỗi một người. Rồi sao, có tổn thất gì không? Có thương vong gì không? Tưởng Bách Xuyên chân chư, chạy heo bị thiêu rụi, lửa bùng lên lúc nửa đêm, chẳng may khi ấy cũng là giờ tí ngỏ. Chị Hoa mang cơm tới cho Tôn Chu nên bị bỏng nặng. Trước mắt chị ta còn sống nhưng tình huống không mấy lạc quan, Trại heo là ngục giam ở răng cửa, còn được gọi là tổ củ. Nó nằm ở trong lòng đất, bên trên là trại nuôi heo và nhà mổ heo. Sự sắp đặt đó có hai điểm tốt, một là chuồng heo thường hôi hám, bẩn thỉu, người bình thường đều sẽ tránh xa. Hai là một khi có tiếng kêu lạ thường người ta cũng chỉ tưởng là tiếng heo kêu, từ đó dễ dàng che giấu động tĩnh. Còn giờ tí ngọ là giờ cú đất ăn cơm. Một ngày củ đất ăn hai bữa vào giờ tí và giờ ngọ tương ứng với giữa trưa và nửa đêm. Những người khác thì không sao bởi nửa đêm mọi người đều ngủ. Họ lại ở cách xa nhau, cũng cách xa chạy heo nên không bị ảnh hưởng. Còn một việc khác là trông thấy có xe vào thôn, Mã Ngố đi tới hỏi thì bị đánh ngất tới mức chấn động não cường độ thấp. Trước đó nhấp Cửu La vẫn chỉ lắng nghe, đến lúc này mới lên tiếng, vốn dĩ đầu óc anh ta đã có vấn đề rồi. Tưởng Bách Xuyên cảm thán, đúng vậy, sau vụ này cậu ta còn mốc hơn nữa. Bây giờ chị Hoa đang được họ hàng xa chăm sóc. Chú đã yêu cầu mọi người, đặc biệt là những người từng gặp viêm thác phải biến mất ít nhất nửa năm. Vậy thì dù đối phương có diều tra kiểu gì cũng chỉ tra được tới răng cửa thôi. Nhấp cửu la đáp, bọn chú thì dễ biến mất rồi. Chị Hoa với đầu to gì đó đều không phải tên thật, cũng chẳng phải dân gốc ở răng cửa. Biến người mênh mông, chỉ cần không ló mặt thì tất nhiên sẽ biến mất rồi. Tưởng Bách Xuyên xấu hổ, nhiếp nhỉ, cháu xem có cần tránh đi một thời gian không? Nhiếp cửu la hỏi ngược lại ông ta, cháu trốn đi đâu được? Cháu là người bình thường, có tên có họ, có nghề có nghiệp, trốn đi đâu được? Tưởng Bách Xuyên vội nói, cái này thì cháu yên tâm, bọn chú sẽ sắp xếp. Cho dù các chú sắp xếp để cháu trốn đi được thì phải trốn bao lâu? Trốn cả đời à? tưởng bách xuyên im lặng một hồi lâu mới nói tiếp, hay chú cho mấy người qua bảo vệ cháu nhé. nhiếp cửu la hừ mùi đây khinh miệt, cô không cảm thấy người tưởng bách xuyên sắp xếp có thể bảo vệ mình. nếu gặp chuyện thật có khi cô còn phải lo ngược lại cho họ ý. bị cô trách móc, tưởng bách xuyên không biết làm sao, lúc cháu làm việc không nên để cậu ta biết thân phận thật của mình. thế hóa ra là lỗi của cô à? nhiếp cửu la càng tức, giọng càng dịu. Cháu đã bảo rồi. Cháu là người bình thường, tên tuổi của người bình thường thì có gì phải giấu. Và lại lúc đó cháu đâu biết người đã giao cho bọn chú còn có thể chạy thoát. Tưởng Bách Xuyên lúng túng, thế cháu có ý tưởng gì không? Viêm thác bị cha tấn nhiều, có vẻ rất hận cháu đấy. Nhấp cửu la cười lạnh, đó là điều dương nhiên. Chẳng lẽ sau chuyện này anh ta lại yêu cháu? Đầu dây bên kia, lần thứ hai tưởng Bách Xuyên im lặng. Ngoài cửa sổ, mưa ngày càng lớn, những hạt mưa ở kế cửa sổ vừa bị gió thổi tạt vào vừa bị ánh sáng mạ cho một lớp vỏ bạc. Việc đã xảy ra rồi, có bực tức với tưởng Bách Xuyên thêm nữa cũng chỉ tốn công, nhấp cửu la bảo, cháu sẽ suy nghĩ thêm rồi liên lạc lại với chúng. Cúp điện thoại, cô đứng lặng một hồi bên cửa sổ. Đầu óc rối bỏng bong chẳng thể nghĩ ra được gì. Dù sao cũng không suy nghĩ được gì, cô quyết định mang bát xuống cho chị Lư nằm ở phía đông căn nhà ba gian là nhà bếp. Vì diện tích cả căn nhà rất lớn nên căn bếp cũ vẫn được giữ lại. Chị Lư là người nông thôn, từ nhỏ đã quen mùi củi lửa nên so với căn bếp hiện đại, chị càng thích nồi sắt, to bàn và bếp cùi. Chị còn hay bảo với nhếp cửu la, cơm nấu bằng nồi sắt thơm hơn nấu nồi cơm diện lại còn có cả lớp cháy giòn tan dưới đáy. Ngô giang trên chảo cũng ngon gấp trăm lần ngô bỏ lò nướng nhiếp cửu la chẳng để bụng bởi cô chỉ ăn chứ không làm, càng không dọn dừa. Chị Lư thích dùng bếp nào cũng được hết. Lúc rảnh rỗi cô thường xách ghế xuống bếp ngồi chơi vì mọi thứ ở đây đều đã cũ. Nó cho cô một cảm giác yên bình, không biết tháng ngày thời gian. Nếu xuống đúng lúc chị Lư đang nấu ăn thì càng mừng. Xưa nay hương vị củi lửa vẫn luôn làm dịu lòng người. Đang lau dọn trong bếp, thấy cô bưng bát vào chị Lư vội chạy qua nhận lấy, cô nhiếp sao cô lại tự mang xuống dây cứ để trên đó lát tôi lên lấy là được dẫu hai bên đã rất quen thuộc nhưng chị lư vẫn gọi cô là cô nhiếp dù sao cũng là quan hệ thuê mướn sưng hô như vậy cũng là phép lịch sử nhiếp cửu la ngối xuống chiếc ghế con ở cạnh bếp chị lư hỏi dò công việc không thuận lợi hả trong con mắt chỉ nhiếp cửu la quả là người đứng trên đỉnh vinh quang trẻ trung xinh đẹp có tài hoa có nghề nghiệp nếu có chắc chờ gì thì cũng chỉ là chút vấn đề trong công việc mà thôi. Nhiếp cửu la đáp, không phải. Cô cắm đầu ngón tay vào tóc, vuốt nhẹ mấy cái, em có mấy người họ hàng xa làm nghề không đường hoàng. Bình thường em rất ít qua lại với họ. Chị Lư chăm chú lắng nghe, chủ nhà có thể tâm sự với chị khiến chị cảm thấy mình rất được tôn trọng trên xã hội có biết bao gia đình thuê người giúp việc rồi coi họ như người hầu có điều em cũng không thể cắt đứt hoàn toàn với họ được thế hệ trước gia đình em nọ họ không ít tiền chị lư tò mò nợ bao nhiêu tiền thế bây giờ em còn chưa trả hết hả nhiếp cửu la không trả lời câu hỏi ấy có nợ nần thì kiểu gì cũng phải liên lạc ban đầu em định trả hết nợ rồi ai đi đường nấy nào ngờ bây giờ họ lại gặp rắc rối chị lư hồi hộp sau đó họ kéo nhau đi trốn em bị đẩy ra gánh tội nhấp cửu la cười chị hiểu ý em không kẻ thù của họ tìm được em rồi em trở thành bia ngắm duy nhất của bọn họ chị lư đã hiểu thế rắc rối lớn lắm không hay là em báo cảnh sát đi rồi nói chuyện rõ ràng với họ em không thể cứ gánh tội thay người khác được nhấp cửu la nhìn chiếc nồi to trên bếp chiếc nồi rất lớn nếu lớn thêm chút nữa là có thể hầm luôn cả cô trong tiếng trung công nổi nghĩa là gánh tội thay người khác Cô nói, không phải chuyện báo cảnh sát đâu, có gánh hay không, tội vẫn ập vào người. Tưởng Bách Xuyên cúp điện thoại. Bà nãy lúc gọi diện, ông ta luôn mỉm cười và nói chuyện bằng giọng hòa nhà, thậm chí đến cả sống lưng cũng cong xuống như để lấy lòng nhiếp cửu la. Nhưng vừa cúp điện thoại, nét mặt, cơ thể và thái độ của ông ta lại căng lên tựa như vẫn là con người đó nhưng lại có một bộ xương khác hoàn toàn. Ông ta ném điện thoại sang bên, soi vào gương trong phòng tắm, cẩn thận tìm trong từng kẽ tóc. Vừa rồi ăn cơm, đầu to bảo trông thấy tóc bạc trên đầu ông ta. Có à, thật hay giả? Tìm được rồi. Không ngờ lại có tóc bạc thật, tuy chỉ là một sợi nhưng lại rất bắt mắt giữa mái tóc được nhuộm đen bóng của ông ta. Tưởng Bách Xuyên sừng sốt định nhổ nó xuống, khi tay đã dơ được một nửa, ông ta chợt nhận thấy điều gì nhìn ra đằng sau và thấy tước trà đang đứng dựa vào cửa phòng tắm. Trong phòng tắm có đèn nhưng ánh đèn của phòng ngủ lại sáng hơn. Cô ta mặc bộ đồ ngủ sa tanh đỏ thẫm, đẹp tựa một đóa hoa lộng lẫy. Ánh đèn sáng rực sau lưng khiến nét mặt cô ta mở đi. Tưởng Bách Xuyên nhíu mày, em lên đây từ khi nào? Để gọi điện thoại cho nhiếp cửu la, ông ta đã cố ý lên hẳn tầng 3 cho tĩnh căn biệt thự này là tài sản riêng của ông ta tính cả tầng hầm thì có 4 tầng phòng ngủ và phòng tắm trên tầng 3 là của khách, ngoài người giúp việc ra bình thường chẳng có ai tới. Chẳng rõ cô ta đứng ở đó từ bao giờ và đã nghe được những gì. Tưởng Bách Xuyên nhìn vào trong gương, cẩn thận nhặt sợi tóc trắng kia lên, với lại lúc nào cũng mặc áo đỏ, em không thấy ghê à? Mà áo đỏ giữ hơn ma bình thường đấy vừa nói vừa túm mạnh sợi tóc bạc nhổ xong, bên tóc mai lại đen nhánh, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Tước trà hỏi, nhấp nhị là nam hay nữ? Họ nhiếp thật à? Họ già đúng không? Tưởng Bách Xuyên sầm mặt, đây không phải chuyện em nên hỏi, đừng hỏi nhiều. Tước trà như không nghe thấy, cô ta mà biết anh chơi sỏ mình thì anh cũng không yên dâu nhỉ. Tưởng Bách Xuyên không vui, em nói linh tinh gì đấy? Tước trà hừ mũi, chẳng sợ ông ta, đêm đó ở khách sạn em cũng nghe được anh nói tương kế tự kế, biết thời biết thế. Nếu bọn anh không cố tình thì sao đồng bọn của viêm thác có thể dễ dàng tìm tới răm cửa. Tưởng bách xuyên quát lên, em còn nói nữa à? Tước trà giật nảy mình rồi rưng rưng nước mắt, anh quát cái gì? Tại sao bọn anh lên kế hoạch mà không nói với chị Hoa? Mới hôm nào chị ấy còn chơi mặt trượt với em, vậy mà nay nói mất là mất tưởng bách xuyên biết mình đối lý đổi giọng ngay cô ta đã chết đâu có một số việc không tiện nói với nhiều người mà cũng do số cô ta thế nếu đi sớm hơn hay muộn hơn thì đã chẳng có chuyện ai mà biết được lại đúng giờ cô ta đưa cơm chứ ông ta vừa nói vừa đi tới ôm lấy tước trà tước trà vừa giãy vừa né nhưng cuối cùng vẫn bị ông ta ôm lấy thế nhưng cô ta cũng chẳng định kết thúc cuộc chiến tranh lạnh mấy ngày nay nên cứ nghiêm mặt không nhìn ông ta Tưởng Bách Xuyên dỗ dành, mấy ngày rồi mà em còn chưa hết giận à? Em là ông khói hả? Mỗi khi giận là giận không ngừng nghỉ. Tước trà bật cười, anh mới là ống khói ấy. Nói vậy là đã chịu giảng hòa. Tưởng Bách Xuyên nói đầy ẩn ý. Tước trà, có một số chuyện không thể nói khắp nơi đâu. Tước trà lườm ông ta, anh yên tâm đi, em đâu có ngu. Em chỉ nói trước mặt anh thôi, còn với người khác em chẳng nói nửa lời. Viêm thác chạy thoát, chắc nhếp nhị kia tức lắm nhỉ? Đối với cái người tên nhếp nhị này, tức trà chỉ biết một chút như ngắm hoa trong sương thôi. Nghe tưởng Bách Duyên nói nhếp nhị và ông ta là cùng một tộc. Tổ tiên hai bên đều là người cùng nghề. Nghề này đã có từ xa xưa, nếu phải kể về nguồn gốc thì có thể nói đã có từ khi con người sinh ra. Nghề này không mát mặt nhưng cũng chẳng phải kẻ gian ác tột cùng. Dù sao nó không nằm trong 360 nghề phổ thông. Nếu nhất quyết phải liệt vào hàng ngũ thì nó thuộc hàng săn thú của 8 ngành nghề bên ngoài. Trong thời cổ đại, ngoài 360 nghề chính thống có liên quan tới công, nông, thương, học, bình thì những nghề khác đều thuộc 8 ngành bên ngoài. Trong 8 ngành đó lại được chia nhỏ thành nhiều nghề khác biệt. 8 ngành nghề đó là trộm cướp, cổ trùng, cơ quan, bắt quái, kỹ nữ, thầy đông, ảo thuật, lấy mạng. Săn thú thuộc ngành trộm cướp vì đây là nghề làm ăn không cần vốn. Sau khi dựng nước, rất nhiều nghề xưa đã biến mất. Nghề của bọn tưởng Bách Xuyên cũng không ngoại lệ, số người trong nghề ngày càng ít. Tệ hơn cả là những người còn lại đều không muốn theo nghề nữa. Nhiếp nhị là một trong số đó. Điều này cũng có thể hiểu được bởi con trai thợ rèn đâu nhất định phải làm rèn, con gái nhà nông đâu bắt buộc phải làm ruộng. Mảnh đất phồn hoa, Cánh rừng rộng lớn, người ta muốn theo đuổi ước mơ thì mình đâu thể bẻ cánh người ta được. Vấn đề ở đây là nhếp nhị có tài từ nhỏ, ngày thường thì không sao nhưng những gặp tình huống đặc biệt mà không có cô thì lại không được tựa như cảnh sát đi phá án. Có thể mấy năm liền không cần sờ tới súng nhưng đến khi gặp phải tội phạm nguy hiểm thì cũng cần súng chứ. May mà vì một số lý do phức tạp, nhếp nhị nợ tưởng bách xuyên một số tiền không nhỏ hai bên đã thỏa thuận nợ tiền trả bằng sức lao động nói cách khác mỗi khi tường bách xuyên cần nhấp nhị phải dốc sức giúp đỡ cô không lên được bờ vì một chân vẫn còn rũ trong bùn đất yêu cầu của nhấp nhị là không để lộ tin tức của mình bởi cô không muốn dính líu tới bất cứ sự rắc rối nào cô chỉ muốn làm người bình thường có một cuộc sống yên ổn tất nhiên tường bách xuyên đồng ý vì thế thân phận thật sự của nhấp nhị chỉ có một hai người biết và luôn liên hệ qua số điện thoại và tài khoản không định danh hai bên chỉ liên lạc qua tin nhắn văn bản có gấp tới đâu cũng không được gọi thẳng mà phải được sự đồng ý của đối phương đối với tước trà thì nhấp cửu la là một người tồn tại ở đâu đó không rõ là nam hay nữ già hay trẻ chỉ biết là khi cần người đó sẽ tới giúp thôi rất giống với các thần tiên giúp đỡ đường tăng trên đường thỉnh kinh ngày thường không tham dự vào việc thỉnh kinh chỉ khi gặp phải tình huống nguy cấp mới được mời tới Lần này tưởng Bách Xuyên dẫn người tới đất xanh Đã nhờ nhấp nhị canh giữ bên ngoài 15 ngày Nếu bình yên vô sự thì cô đứng ngoài theo dõi Một khi có vấn đề sẽ nhào lên ngay Nói theo lời của tưởng Bách Xuyên thì mời nhấp nhị tới quả là đúng đắn Dưới bao nhiêu sự trùng hợp Một mình cô tóm gọn cả ổ của bọn viêm thác Nhưng hiện tại viêm thác chạy mất rồi cái người tên nhiếp nhị chắc phải tức lắm nhỉ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 18 Tưởng Bách Xuyên cười ha ha, tức chứ, nhưng có tức hay không thì việc cũng đã vậy. Tước trà lườm ông ta, con người anh đúng là xấu xa. Bọn viêm thác ác như vậy, nhỡ họ tìm tới trả thù cái người tên nhiếp nhị kia thì sao? Anh cũng bảo nhiếp nhị đó còn nhiều tác dụng mà. Có tác dụng sao còn đây người ta ra ngoài gánh tội? tắt đèn phòng tắm, tường bách xuyên khoác vai, dẫn tước trà xuống dưới nhà, em chẳng hiểu gì cả. Giữ ba tên đó lại mà không hỏi được chuyện gì thì bắt chúng về có ích lợi gì nữa. Muốn bắt cá rô phải thả con săn sắt, anh đẩy người khác ra gánh tội chính là để thả săn sắt xuống ao. Mà anh làm vậy có gì xấu dâu? Đúng là anh để nhiếp nhị gánh tội thay nhưng cũng đã thông báo và cam kết sẽ giúp đỡ hết sức rồi cơ mà. Chỉ cần cô ta muốn là có thể thỏa sức trốn ở chỗ anh và được cung phụng như Bồ Tát. Nhếp nhị là một lưỡi dao bén nhưng con dao ấy lại chỉ muốn nằm yên trong vò. Mỗi khi muốn sử dụng ông ta còn phải xin ý kiến của cô nữa. Việc ấy qua ư là rắc rối. Tình hình hiện giờ còn chưa rõ, ông ta cũng chẳng thấu được lai lịch của đối phương. Người tài làm lắm việc, đầy nhếp nhị ra ngoài là nước cờ thích hợp nhất. Nếu cô đúng là vàng sẽ chẳng sợ lửa tôi luyện. Còn như không phải, có giữ cô lại cũng chẳng được ích gì. Biết đâu trong cơn tức nước, cô lại hối hận trở về tổ chức thì sao? Đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông báo vang lên, nhiếp cửu la gửi tin nhắn tới. Tưởng Bách Xuyên nhìn tước trà. Tước trà quay người di để lại cho ông ta một bóng lưng như muốn nói rằng mình là người biết điều, sẽ chẳng đọc trộm tin nhắn. Tưởng Bách Xuyên mở tin nhắn ra xem. Nếu viêm thác tìm tới, cháu sẽ cố gắng tự giải quyết. Tưởng Bách Xuyên không hồi âm mà chỉ nhìn theo tin nhắn bị đốt cháy. Ông ta hừ mũi, mím chặt môi lại thành một đường thẳng. Giỏi lắm, không cần người của ông ta bảo vệ cơ. Trong lúc mơ màng, viêm thắc cảm thấy mình như chiếc bánh bao cuộn, bị người ta kéo dài thành những sợi mảnh. còn cẩn thận rắc thêm hành thái để chiếc bánh trông đẹp hơn. 17 bánh bao cuộn, Mandarin Roll là loại bánh được quấn từ những sợi bột mảnh có hình tròn giống bánh bao. Bước tiếp theo hắn là bỏ vào hấp anh nghĩ. Nhưng cuối cùng viêm thác không thấy được vì hấp mà những tiếng dao, kéo, kẹp nho nhỏ bên tai dần rõ ràng hơn. Viêm thác mở bừng mắt, thứ đầu tiên mắt anh trông thấy là chiếc đèn dung nham với những mảnh thủy tinh bất quy tắc rũ xuống từ chấn nhà. Đây là phòng của anh. Lúc này chắc hẳn là buổi tối bởi vì chiếc đèn đang sáng. Ánh đèn là màu vàng rực rỡ của dung nham, loại đèn này một khi bật lên sẽ chẳng còn cảm giác nữa. Viêm Thác thích vẻ đẹp khi nó không sáng đèn hơn, chiếc đèn tựa như một cục đá treo lơ lửng giữa trời rồi lại vẫn có đủ cảm giác khoa học. Đang lấy bông sát trùng lau tay, nghe được động tĩnh, Lữ Hiện mỉm cười với Viêm Thác, tỉnh rồi à. Đây là một người thanh niên 27, 28 tuổi vóc dáng anh ta không quá cao lại thêm cuộc sống an nhàn nên tuổi còn trẻ mà eo đã sắp thành chiếc phao bơi điểm đặc sắc nhất trên người anh ta là gương mặt được các bà mẹ vợ yêu thích bạn gái cậu ta lại buồn rầu như đã bỏ lỡ một ông gì quý anh ta từng có ba cuộc tình mỗi lần chia tay mẹ của viêm thác ập ừ đáp lại đầu óc anh trống rỗng chẳng nghĩ ra được gì lữ hiện nói cậu ngủ mấy ngày rồi đấy viêm thác lần này cậu khổ thật thật à viêm thác bắt đầu nhớ lại một vài chuyện dụng dây túi vải mũi tên inox trong tay tước trà đế giày bẩn thỉu của đầu to khi đánh hội đồng và cả nhếp cửu la đúng nhếp cửu la nhớ tới cô gái này anh tỉnh táo ngay tức khắc và ánh mắt cũng tối lại lữ hiện giơ tay chỉ vào nơi đã được băng bỏ trên rùi anh chỗ này bị cắt ra nướng đấy hả thịt đã thối hết cả cái mùi đấy mà để thêm hai ngày sẽ mọc giỏi mất Viêm Thác buồn nôn, tả kỹ thế làm gì? Cậu không thấy kinh à? Lữ Hiện vui vẻ, nhưng mà có tin tức tốt. Anh ta cúi người về phía Viêm Thác, chỉ từ mẻ cổ bên phải xuống đến cằm anh. Chỗ này có một vết thương chắc chắn sẽ để lại sẹo, nhưng rất may mắn là không kéo dài lên mặt, bình thường sẽ không ai nhìn thấy. Có trông thấy cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp dai của gương mặt nhỏ nhắn này, mà trông còn men ly hơn cả trước ấy. Viêm Thác biến đi. Lữ Hiện ngạc nhiên, cậu sợ để lại xẹo à? Không sao đâu, mấy nữa trung niên cậu để dâu là được, dâu dài sẽ che lại. Chưa nói hết câu, anh ta đã dừng lại bởi vì lúc này Viêm Thác đã chống tay bên sườn như muốn ngồi dậy. Theo kinh nghiệm bao năm của mình, Lữ Hiện biết tư thế ấy là điểm bảo cho việc Viêm Thác chuẩn bị đứng dậy và anh ta sắp sửa bị ăn đánh tất nhiên hiện giờ anh đang bị thương nên hành động đó chỉ là ham dọa mà thôi. Không dám chọc ngoái quá đà lữ hiện cúi đầu nói vào thiết bị liên lạc vô tuyến điện đeo trên cổ lâm linh viêm thác tỉnh rồi gần như là ngay tức khắc dầu dây bên kia truyền lại câu nói của lâm linh ừ tôi tới ngay lữ hiện chớp mắt mấy cái với viêm thác rồi thu dọn hòm thuốc chuẩn bị ra về chợt viêm thác nhớ ra một việc gì lâm dâu lữ hiện chẳng buồn ngừng đầu cậu hỏi nữ thần của tôi hả nữ thần qua nông trường rồi viêm thác im lặng năm xưa khi công việc làm ăn của viêm hoàn sơn bố anh ngày càng xuôi gió ông cũng học làm từ thiện trao tặng một suất học bổng theo người đời lữ hiện chính là một trong số những người nhận được học bổng ấy cậu ta học y sau khi thành tài vừa công tác ở bệnh viện lớn vừa làm việc cho công ty của viêm thác anh chàng này rất thông minh làm gì cũng theo lời cậu ta thì người có tiền mở công ty lớn kiểu gì cũng có những chuyện không trong sáng đôi lúc cần phải hứa bệnh trong âm thầm có được sự thành đạt ngày hôm nay là nhờ vào học bổng, nên theo quy luật bánh ít đi, bánh quy lại cậu ta báo đáp gia đình anh bằng thứ mình am hiểu là điều rất hợp lý. Nhưng viêm thắc nghi ngờ việc Lữ Hiện chịu làm việc trái pháp luật và chia tay ba người bạn gái cũ có liên quan tới chuyện cậu ta yêu Lâm Hỷ Nhu. Lữ Hiện coi Lâm Hỷ Nhu là nữ thần, thường xuyên sỏ xiên viêm thắc rằng, cậu nhìn xem, độ tuổi sàng sàng nhau mà người ta cao hơn hẳn một bậc, còn giỏi hơn cậu nữa bên ngoài cậu là pháp nhân nhưng thực tế người ta mới là người bày mưu nghĩ kế sau lưng, trải đường bắc cầu cho cậu. Cậu có tài đức gì mà lại có được một người gì như nữ thần vậy chứ? Lữ hiện vừa đi lâm linh mang một lọ hoa muôn hồng nghìn tía, trổi non nhụy thắm tới, khiến cả căn phòng như sáng rực lên. Viêm thác khen, hoa dẹp ghê. Anh chợt nhớ tới những ngày tháng sống trong trại heo u ám dưới mặt đất và những tiếng kêu thảm thiết của tôn chu văng vẳng bên tai. So với lúc này, cuộc sống khi ấy quả thực như đã cách xa mấy đời. Lâm Linh kéo ghế lại gần, ngồi xuống, "Em gọi cho gì Lâm rồi? Vừa hay gì đang trên đường về, chắc nửa tiếng nữa là về tới thôi." Viêm Thác gật đầu, "Gì tới nông trường à?" "Nông trường cũng chính là vườn gieo trồng thuốc bắc có sổ đỏ mang tên anh." Lâm Linh gật đầu, dẫn răng chó qua đó. "Làm gì?" Lâm Linh cười khẽ, nói nhỏ qua đó làm gì sao em biết được dứt lời cả hai người đều im lặng lát sau viêm thác đổi chủ đề thế tôn chu thì sao lâm linh ngơ ngác tôn chu nào viêm thác đáp người bị nhốt cùng anh ý lâm linh thắc mắc người bị nhốt cùng anh không phải là răng chó à xem ra chuyện này có gì đó sai sai phải xem xét lại cả hai phía viêm thác bảo lâm linh nói trước câu chuyện không có gì phức tạp một người sống sờ sờ bỗng dưng mất liên lạc một hai ngày thì người nhà còn có thể ngồi đợi chứ khi mất tích ba năm ngày thì phải kéo đi tìm mà trong khoảng thời gian viêm thác mất tích lâm hỷ nhu còn nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại của anh đối phương nói là nhặt được điện thoại hỏi lâm hỷ nhu là ai và trả lại điện thoại kêu gì lâm hỷ nhu đáp là điều dưỡng làm việc ở bệnh viện còn cung cấp cả địa chỉ công ty đằng nào đối phương cũng có thể tìm được ở trên mạng, cho đối phương gửi điện thoại về. À có bảo khi nào chủ nhân chiếc điện thoại trở về sẽ hậu tạ nhưng kỳ lạ là sau khi cuộc gọi đó kết thúc, số điện thoại đó cũng mất liên lạc luôn. Mới đầu mọi người không nghĩ tới tình huống xấu, chỉ điều tra quanh quẩn chỗ điện thoại thôi. Dần dà họ mới thấy không ổn bởi viêm thác mất dấu hoàn toàn, không hề giống một vụ mất tích bình thường lâm hỉ nhu bảo trợ thủ đắc lực của mình là gấu đen tới huyện thạch hà tìm anh trước sau này nóng ruột mới dẫn cả lâm linh tới lâm linh nói đến lúc không tìm được tí manh mối nào bọn em đành phải treo thương tất nhiên dì lâm không ra mặt mà để em đứng ra với thân phận là trợ lý của công ty nói tới đây lâm linh hử mũi sau vòng sàng lọc em đi gặp ba người những người này có vấn đề hay không thì gặp mặt là biết liền ông chú tài xế và ông cụ mở quán trọ đều trung thực bảo quay video là quay nhận được tiền đều vui vẻ ra về chỉ riêng cái tên đầu to kia bày ra đủ trò đòi quyết định chỗ hẹn với lý do sợ chỗ em hẹn không an toàn để bảo vệ sự riêng tư của mình nhất quyết không cho em xem chứng minh thư cũng không cho quay video vì không thích bị xâm phạm quyền chân dung viêm thác hiểu ngay anh ta cố tình tới gặp em để tìm hiểu thông tin của chúng ta. Lâm Linh gật đầu, chưa hết đâu, sau khi nói chuyện xong, tên đó còn bám theo em nữa. Dì Lâm bảo em tương kế tự kế để gấu đen theo dõi ngược lại. Cuối cùng bọn em tìm được răng cửa, mà anh cũng biết gấu đen đấy, vừa nóng tính lại độc ác. Trông thấy anh với răng chó bị tra tấn đến mức không còn hình người, gấu đen tức điên lên thiêu rụi chạy heo, còn đầy một người phụ nữ vào trong đám cháy nữa. Viêm thác ngẩn ra, người đó bao nhiêu tuổi? Nghe bảo là 40, 50 rồi. Vậy chắc hẳn là chị Hoa. Viêm thác im lặng một thoáng rồi bảo, gấu đen không nên làm vậy. Lâm Linh tiếp lời, đúng vậy, dì Lâm đã mắng gấu đen rồi. Hành động đó không chỉ phá hủy hết manh mối mà còn rút dây động rừng nữa. Cái tên đầu to kia cũng mất dấu luôn. Bỗng dưng trong đầu viêm thác hiện lên một ý nghĩ nhưng nó lướt qua quá nhanh. Anh không bắt lấy kịp không còn tí manh mối nào luôn. Vâng, đến nay nhắc tới chuyện đó Lâm Linh vẫn còn tức, cái thôn đó vốn chẳng có mấy người, dẫu có ai tới dập lửa. Theo như bọn em hỏi được thì chạy heo đó cho người nơi khác thuê, không rõ họ tên là gì. Cả thôn có mỗi một người ló mặt thì lại là tên ngú. Anh nói xem gấu đen có khốn nạn không? Chỉ vì bị người phụ nữ kia cắn mất một miếng thịt trên cánh tay mà đẩy người ta vào đám lửa ít nhất cũng phải hỏi được gì đó đã chứ. Viêm thác không đáp lại, trong đầu anh còn trờn vờn câu nói không còn tí manh mối nào. Lâm Linh không chú ý tới sự lạ thường của anh, may mà còn có anh. Nếu anh không tỉnh thì đúng là chẳng biết phải làm sao. Môi viêm thác khô cong, răng chó không nói gì hả? Lâm Linh lắc đầu, tiếp tục thì thầm, em không gặp răng chó nhưng nghe người của gấu đen bảo hình như răng chó chết rồi. Không biết là thật hay giả nữa anh còn nhớ hai tầng hầm dưới nông trường cô không nói tiếp nữa mà chỉ dùng mình lo lắng nhìn ra ngoài cửa viêm thác cũng thì thầm không có việc gì thì em đừng nhắc tới chuyện đó lâm linh vội vàng gật đầu nói sang chuyện khác như muốn xua đi cảm giác nặng nề của câu chuyện phía trước à phải rồi đang yên đang lành sao anh lại ném con gái nhà người ta giữa đường viêm thác chẳng hiểu mô tê gì ném gì cơ lâm linh cười mỉm móc điện thoại ra chìa cho anh xem một bức ảnh cô gái họ nhấp này này lúc không tìm được manh mối gì cả dì lâm còn định điều tra cô ấy cơ sau đó đầu to xuất hiện giúp họ tìm ra manh mối tìm được viêm thác và răng chó nên phía nhấp cửu la cũng bị bỏ qua viêm thác nhìn chằm chằm bức ảnh nọ thực tế đó không phải ảnh chụp đơn thuần mà là ảnh bìa tạp chí nhấp cửu la mặc chiếc áo hai dây xuông màu xanh lam và chiếc quần tung ống đen để chân chấn ngồi dựa bên khung cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ. Cô hơi cúi đầu, nhíu mày như đang suy ngẫm điều gì đó với đôi bàn tay dính đầy bùn đất. Ngoài cửa sổ là những bóng cây mờ mờ. Một nét đẹp thoải mái, thảnh thơi. Đây là một bức ảnh rất thành công. Bìa tạp chí à? Lâm Linh gật đầu, cô gái này rất nổi tiếng trong giới điêu khắc. Trên mạng có rất nhiều ảnh. Viêm thác nuốt nước miếng, cố gắng chống tay nhồm người dậy mà chẳng buồn để ý tới cơ thể chưa khóe hẳn, thật ra cô ta. Còn chưa nói dứt lời, cửa phòng đã bị mở ra. Dù là ở đây hay ở nông trường, chỉ có mỗi một người dám vào phòng mà không gõ cửa. Lâm Linh đứng bật dậy, dì Lâm. Người vào phòng đúng là Lâm Hỷ Nhu, bước chân vội vã, nét mệt mỏi, sự u sầu trên gương mặt cũng chẳng làm giảm di phong thái của à gấu đen đứng sau lưng ả à như một cây cột sắt. Dù đã vào đông, gã vẫn cứ áo phông trắng cộc tay kiểu thử động vào tao xem để khoe ra phần cơ bắp vạm vỡ. Trên cánh tay phải của gã quấn một lớp băng gạc thật dày. Chắc hẳn chỗ quấn băng gạc là nơi gấu đen bị mất một miếng thịt. Viêm thác nằm xuống giường, cũng chào theo, dì Lâm. Lâm hỉ nhu mỉm cười đi tới, ngồi xuống bên giường, cuối cùng cháu cũng dậy rồi. Bàn nãy dì gặp Lữ Hiện, cậu ấy bảo cháu không sao cả nghỉ ngơi một thời gian là được vừa nói ả à, vừa giơ tư vuốt ve mặt viêm thác viêm thác muốn tránh rồi lại ép mình không được tránh lâm linh chen lời dì lâm dì tới thật đúng lúc cháu vừa kể với viêm thác chuyện chúng ta tìm anh ấy thế nào đang định hỏi anh ấy Lâm hỉ nhu gật đầu tiểu thác dì lâm hỏi cháu chuyện này rất quan trọng ả à, vừa nói dứt lời cả căn phòng chợt tĩnh lặng Gấu đen đứng bên cửa canh gác, nhưng vẫn khóa cửa lại để tăng thêm độ an toàn. Viêm thắc hỏi trước, răng chó không nói cho gì ạ? À? Lầm hỉ ngu thở dài, lần này cháu gặp chuyện nhưng so với răng chó, cháu còn nhẹ chán. Không nằm ba đến năm tháng, cậu ta không thể tỉnh lại được. Cháu nói cho gì biết ai đánh răng chó. Khi nói xong câu cuối cùng à rút tay về, trong lúc đó có chạm phải gò má viêm thác anh cảm thấy đầu ngón tay ả lạnh hơn hẳn trước đó suy nghĩ vừa mới lóe qua bỗng rõ mồn một không còn tí manh mối nào may mà còn có em không nằm ba đến năm tháng răng chó không thể tỉnh lại được có nghĩa là bây giờ anh nói gì cũng được nói gì cũng đều là sự thật tim anh đập thình thịch sau khi nuốt nước miếng anh quyết định làm theo ý mình cháu không trông thấy gấu đen chen lời bên dưới trại heo có năm phòng giam cậu ta không cùng phòng với răng chó. Chắc hẳn hai bên đều không biết đối phương đã gặp phải chuyện gì. Lâm Hỷ Nhu lại hỏi, vậy tại sao cháu lại rơi vào tay bọn họ? Viêm thác đáp, đúng là rất tình cờ. Khi cháu định trở về, chỉ đường của ô tô bị trục chặt làm cháu đi lạc vào răng cửa. Cháu xuống xe hỏi đường, chỉ hỏi đường thôi. Đến lúc lên xe thì có ba, bốn người thì phải, đột nhiên tấn công cháu một người trong số đó dâm kim tiêm vào gáy cháu, chắc là có thuốc mê, cháu mất đi, khi tỉnh dậy thì đã ở dưới trại heo rồi. Chương 19. lầm Hỉ Nhu trầm ngâm, người tài xế kia nói cháu bị tai nạn, mất ở trên xe. Thế chuyện bơm kim tiêm là sao? Viêm Thác trả lời bâng quơ, cố gắng lập lờ mặt thời gian, đó là chuyện lúc trước. Mấy hôm đó cháu bận quá, cơ thể không chịu đựng nổi nên đã bất cần dâm xuống vệ đường. Nghĩ bụng đằng nào cũng lỡ dâm rồi nên cháu nằm đó ngủ một giấc luôn. Có lẽ do cháu ngủ say quá nên chú Tiến mới tưởng cháu ngất xỉu. Còn bơm kim tiêm là cháu dùng để xử lý Tôn Chu, cái người bị răng chó tấn công mà cháu từng nói với gì đầy gì đã dặn cháu là bất kỳ ai bị răng chó tấn công, dù chỉ một vết thương nho nhỏ cũng phải dẫn về mà. Đúng là à có dặn như vậy, lý do à đưa ra là vết thương ấy bác sĩ bình thường không chữa trị được. Phải dẫn về cho người của ả à xử lý. Mấy người ở răng cửa sẽ không tấn công bừa bãi. Có phải cháu đã làm gì mà chính cháu cũng không biết không? Viêm thác lắc đầu, không phải dâu gì. Lúc bị tra tấn, cháu có nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Hình như bọn họ bảo xe cháu, có mùi khai. Lúc nói những lời này, anh quan sát kỹ càng nét mặt của Lâm Hỷ Nhu. Quả nhiên khi nghe tới câu cuối, thái độ của ả à không còn bình thường nữa viêm thác nói tiếp dì lâm dì cũng biết xe cháu luôn sạch sẽ mà sao lại có mùi khai được chứ với lại bản thân cháu chẳng người thấy mùi gì lâm hỉ nhu vẫn cứ mỉm cười trả lời qua quýt cháu nghe bọn họ nói nhảm làm gì viêm thác ngẫm nghỉ không phải nói nhảm đâu như lời bọn họ nói hình như không phải ai cũng ngửi ra được chỉ có mỗi mũi của tên đầu to là thính nhất thôi bàn tay buông thông của lâm hỉ nhu bỗng siết chặt lại mùi thỉnh á vừa nói xong nhận ra mình lỡ lời à truyền chủ để ngay bọn họ có bao nhiêu người cháu còn nhớ rõ mặt mũi những kẻ cháu đã gặp không cháu chỉ gặp được mấy người tấn công cháu thôi bởi vì từng đối mặt nên lúc tra tấn bọn họ chẳng thèm giấu diếm nữa những kẻ đó gồm đâu to sơn cường chị hoa một lão già què và một người phụ nữ tên là tước Trà, nhưng chắc hẳn đó không phải tên thật của bọn họ những người khác đều che chân kín mít nên chỉ thấy được vóc người thôi. Còn gương mặt bọn họ, Di âm, thành tích ngữ văn và mỹ thuật của cháu đều bình thường, tả không nổi, vẽ chẳng ra. Cháu chỉ biết tả đại khải như mắt to, người lùn thôi. E là không thể giúp gì được cho Di. Một sự thất vọng lướt qua con mắt lâm hỉ ngu, lát sau ả à mới nói, không sao. Lát nữa cháu tả lại đặc điểm, vóc dáng và gương mặt của họ cho gấu đen tả được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có còn hơn là không. Những việc còn lại để gấu đen lo liệu. Viêm Thác gật đầu, Dì Lâm, những kẻ này có vấn đề gì à? Sao cháu lại có cảm giác gì rất để ý chuyện này nhỉ? Lâm Hỉ nhu khẽ giật mình rồi bật cười, vớ vẩn. Đang yên đang lành bọn cháu lại bị đánh tơi tả, sao gì có thể không để bụng cho được? Chuyện này không thể làn lơ được. Tiểu Thác, cháu nghỉ ngơi trước đi sức khỏe của cháu quan trọng hơn hết thầy. Nếu nhớ ra được thứ gì cháu nhớ nói với gì đấy. Nói xong, à đứng dậy. Lâm hỉ Nhu đã bảo anh nghỉ ngơi thì tất nhiên những người khác sẽ chẳng dám ở lại. Lâm Linh đứng dậy còn gấu đen mở cửa phòng. Viêm thác thở phào trong bụng. Lúc này anh mới phát hiện sau cuộc đối thoại tay mình đã ướt mồ hôi. Hy vọng răng trò có thể tỉnh lại muộn, càng muộn càng tốt. Sắp đi tới cửa Lâm Hỷ Nhu bỗng nhớ ra một chuyện nên quay lại hỏi anh, à phải rồi. Cháu bảo với dì là gặp được bạn cũ, muốn ở lại chơi mấy hôm. Người bạn đó là cô bé họ nhấp kia à? Viêm thác thầm giật mình nhưng vân giả bộ cười ngượng ngùng, đúng vậy. Thật ra cũng không phải bạn cũ, chỉ là gặp được trên đường thấy hơi thinh thích. Dì Lâm, dì hiểu mà. Nụ cười của Lâm Hỷ Nhu càng thêm dịu dàng, dì cũng đoán là vậy thanh niên các cháu thích chơi bời, cháu đã trưởng thành rồi mà cô bé kia lại xinh đẹp như vậy. Lâm Linh đứng bên liếc nhanh về phía viêm thác rồi lại cúi đầu nhìn tay Minh. Nhưng sao cháu lại ném người ta trên đường núi? Viêm thác cười khẽ, có một số người trông thì đẹp nhưng chung sống rồi mới biết chẳng ra gì. Miêu tả cô ta bằng câu rẻ củi tốt mã cũng là nói qua ấy chứ. Cô ta văn tới độ cháu không thể chịu đựng được thêm một giây một phút nào nữa nên vứt cô ta trên đường núi là cháu tốt tình lắm rồi dì lâm dì đừng nhắc tới cô ta nữa bực mình trong ấn tượng của lâm hỉ nhu chưa bao giờ viêm thác nói người khác với giọng điệu như vậy sau một thoảng sừng sốt à bật cười cô bé họ nhiếp này tệ đến mức nào cơ chứ sau cuộc trò chuyện với tưởng bách xuyên Nhấp cửu la cũng cảnh giác mấy ngày nhưng hơn nửa tháng trôi qua hoa quẽ nở rồi lại rụng mứt hoa quế của chị Lư cũng được bỏ lọ, đặt trong tủ lạnh mà vẫn chưa thấy động tình gì. Chỉ có kẻ trộm cướp ngàn năm chứ chẳng ai phòng trộm cả đời. Nếu phải nửa năm, một năm nữa phía viêm thác mới tới trả thù thì nửa năm, một năm này cô khói sống luôn chắc. Nghĩ thông, nhức cửu la yên tâm hẳn, cô không còn cảnh giác nữa mà chỉ thảo một con dao găm trên bức tượng đất trong phòng làm việc, mang theo bên người vào buổi sáng và giấu dưới gối khi đi ngủ cả bức tượng và dao găm đều đáng kể riêng. Bức tượng là một nàng tiên có dáng người lả lướt, tay áo thướt tha đang bay lên trời trong tư thế đàn tỷ bà ngược. Bức tượng này không cao ngang người mà chỉ cao một mét. Con dao găm được giấu trong chiếc tỷ bà nhìn từ bên ngoài sẽ chẳng thể thấy được con dao bởi cô đã ứng dụng kỹ thuật chế tạo cơ quan của cổ đại để giấu nó. Khi gảy dây đàn theo một thứ tự đặc biệt, chiếc hộp dài mảnh giấu ở trong tỷ bà sẽ tự động mở ra. 17 đàn tỳ bà ngược là tên một dáng mùa đẹp nhất của nghệ thuật đồn hoàng. Ảnh minh họa tư thế đàn tỳ bà ngược, con dao găm dài chưa tới 20cm rộng không đủ một inch, có độ dày vừa phải và vẻ ngoài rất bình thường nên rất tiện để dầu trong người. Đã vậy đây lại là một thanh kiếm trong kiểm bởi bên trong nó còn giấu một con dao nhỏ hơn. Mình dao không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, chỉ có hai chữ nhỏ viết theo thể triển, bên ngoài chữ sống, bên trong chữ chết cuối thu tiết trời mát mẻ, lại thêm là ngày hoàng đạo nên bắt đầu làm việc. Sau nhiều lần sửa chữa, bàn thảo bức tượng ma nữ của nhấp cửu la đã gần hoàn thành, cũng là lúc cô nên bắt tay vào công việc. Sau khi ăn sáng và dâng hương bái sư tổ nghề làm tượng là nữ hoa, cô bắt đầu vung búa, gô đính tạo cho tác phẩm mới một chiếc khung xương rồng. Người bình thường hay hiểu sai về quá trình nặn tượng họ tưởng rằng cứ trộn đất sét với nước và nặn là xong nhưng thực tế không phải vậy. Độ kết dính của đất sét không đủ để gánh vác trọng lượng của bức tượng. Ngay cả những bức tượng mini như tượng đất sét ông Trương còn phải trộn đất sét với bông để tạo thành đất sét chín thì những bức tượng lớn phải phức tạp hơn nhiều. Đầu tiên là dùng gỗ, dây kẽm và đinh sắt tạo thành một bổ khung. Bước này có tên là dựng xương rồng. Sau khi cuốn rơm, Trộn chấu tạo thành lớp đất thô còn phải chết một lớp đất xếp mảnh bên ngoài rồi mới dán giấy, dán hoa văn trang trí từng tầng một. Phải trải qua một quá trình rất dườm già mới có thể tạo ra hình dáng như mong muốn. Tượng đất sét là một loại hình nghệ thuật dân gian nổi tiếng ở Thiên Tân. Nó được sáng lập bởi Trương Minh Sơn 1826-1906, một nghệ sĩ dân gian của Thiên Tân, thời nhà Thanh. 1821 đến 1851. Đến nay, tượng đất sét ông Trương Giã trải qua 4 thế hệ và gần 180 năm lịch sử. Nhưng nghĩ kỳ mà xem, nếu một người bỏ lớp quần áo, trang điểm, lọc ra dốc thịt chỉ để lại một bộ xương không thì cũng tựa tượng như khung của tượng đất. Chẳng trách sư tổ nghề này là nữ hoa. Nhếp cửu la tự nhủ với lòng rằng nặn tượng cũng phải chú ý như nặn người, mỗi một mảnh xương đều phải làm cho tỉ mỉ cho nên chỉ riêng bước dựng xương rồng thôi cô đã tháo ra lắp vào suốt cả buổi sáng tiếng búa leng keng không ngơi nghỉ tỉ tỉ giữa trưa khi bưng cơm lên và trông thấy nhấp cửu la ngồi trên bàn làm việc với từ thế tay trái cầm búa tay phải nhặt định chị lư cũng phải cảm thán ai đi ngang qua mà không được nhắc trước có khi lại tưởng trong nhà có thợ mộc mất với một mức độ nào đó chị lư cảm thấy người làm nghệ thuật đa số là người có chất nghệ chỉ riêng nạn tượng phải gõ búa, đóng đinh nên bị mọi người gọi đùa là kiến trúc sư giới nghệ thuật. Bởi vậy tuy trông nhiếp cửu la cao gầy nhưng thực tế sức cô rất khóe. Có mấy lần gặp chai lọ khó mở nắp, chị Lư đều phải nhờ có mỡ hồ. Tóm lại nhấp cứu la làm thợ mộc cả một ngày, cử tháo ra giáp vào mãi tới tôi mới cho ra được bộ khung như ý muốn. Tất nhiên trong con mắt của chị Lư, bộ khung đó chẳng dính líu gì tới chữ đẹp mà vẫn là ba chữ xấu vô cùng. Lao động tay chân quả độ suốt một ngày khiến nhiếp cửu la phải tắt đèn đi ngủ trước 11 giờ. Nếu là trước kia mỗi khi mệt nhọc, cô đều ngủ một giấc đến sáng nhưng hôm nay không rõ là vì lý do gì. Khoảng hơn 2 giờ sáng cô lại bừng tỉnh. Trong phòng tối tui nhưng chưa đến mức không nhìn thấy gì. Xung quanh giường có treo rèm nên lớp vải mỏng đó càng khiến bỏng đêm dày nặng hơn sự yên ẳng này ẩn chứa một thứ nguy hiểm lạ thường nhếp cửu la lặng lẽ ngồi dậy mỏ lấy con dao găm dưới gối và gài nó vào chiếc đai quấn trên đùi sau khi kéo váy ngủ che khuất con dao cô bước xuống giường cô không đi chân trần tới bên cửa nhẹ nhàng mở ra bên ngoài phòng ngủ là phòng làm việc bàn đêm phòng làm việc của cô khá đáng sợ bởi số lượng tượng có nặn ra quá nhiều sáng ngày nhìn rõ mọi thứ thì không sao chứ tối đến sẽ thấy thấp thoáng những bóng đen hoặc đứng hoặc ngồi chẳng rõ là người hay tượng hay là một thứ gì khác. Nhếp cửu la nín thở, bước vào phòng làm việc. Đèn sáng, chiếc đèn được bật không phải đèn lớn mà là đèn bàn ở tận trong góc khuất. Ánh đèn mờ mờ chỉ soi tỏ mặt tường đầy sách, hai chiếc sofa đơn đặt đối diện nhau và chiếc bàn tròn nằm giữa. Những lúc rảnh rỗi, cô thường pha một ấm trà, nằm trên sofa đọc sách trên chiếc sofa gân ánh đèn hơn là viêm thác hai tay anh đều gác trên tay vịn sofa tay phải cầm súng gô nhịp đều đều mà họng súng đang chĩa về phía cô cuối cùng cũng đến nhếp cửu la lại rất bình tĩnh cô đứng yên tại chỗ thở phào làn ra nơi kế sát con dao vốn nên lạnh lẽo nhưng nay đã nóng ran viêm thác lên tiếng trước cô nhiếp ạ à? không ngờ hai ta còn có thể gặp lại nhau đúng là không ngờ thật Vốn dĩ không nên có cuộc gặp gỡ này, nếu tưởng Bách Xuyên không vô dụng đến vậy. Viêm thác chỉ vào chiếc sofa đối diện, đừng đứng đó nữa, ngồi xuống tâm sự đi. Tâm sự thì tâm sự, trong phim, trước khi chiến đấu thưởng có một cuộc đấu khẩu đấu khẩu là việc rất quan trọng. Ai nóng ruột hoặc bị chọc tức trước thì xác suất thua của người đó cũng cao hơn. Nhếp cửu la thong thả đi tới bên sofa, đỡ lấy tay vịn và ngồi xuống. Ngay khi cô định thay đổi dáng ngồi cho thoải mái thì cạch dưới mông có tiếng vang nhỏ. Ra đầu cô tê dại, ánh mắt khẽ liếc xuống bên dưới, chiếc sofa này cô thường xuyên ngồi nhưng chưa gặp tình huống như vậy bao giờ. Viêm thắp nói tiếp, cô nhiếp đã ngồi rồi thì đứng di chuyển. Bị nổ thành mảnh nhỏ sẽ không đẹp nữa đâu, nhất là anh dựa lưng vào thành ghé, để tới gặp cô, tôi còn cố ý thay bộ đồ mới tôi chẳng muốn bộ đồ mới mặc lần đầu đã dính mau hay dính thịt đâu khó giặt lầm sự tê giải đã chạy từ da đầu nhiếp cứu la xuống đến cố vậy nghĩa là anh ta bỏ thứ gì đó ở dưới đệm ghế nhưng giờ cô đã ngồi rồi có làm gì được nữa đâu cô nhớn mày tiếp tục thay đổi tư thế ngói còn cố ý thay đồ mới cơ à bộ đồ này của tôi qua loa quá nhỉ viêm thác nhìn cô cô mặc chiếc váy ngủ xa tanh màu ngọc trai thắt đai bên hông. Chiếc váy rất dài, nếu đứng dậy chắc phải tới mắt cá chân nên khi ngồi xuống cũng không chênh lệch quá nhiều, chỉ để lộ nửa bắp chân trắng nõn nà. Chân cô rất đẹp, mảnh khảnh mịn màng như ngọc trai chân đẹp ít hơn nhiều so với người có gương mặt đẹp. Ông trời đối xử quá tốt với cô. Ánh mắt viêm thác quay trở về với gương mặt của nhiếp cửu la, cô nhiếp, cô chơi tôi hơi thâm dãy. Nhiếp cửu la cưới, anh dùng từ chơi này là không đúng rồi thợ săn đặt bẫy bắt con mối phải gọi là săn thú làm gì có con thú nào bị bắt mà lại bảo thợ săn đang chơi mình đâu viêm thác không tranh cãi với cô tôi có mấy việc cần hỏi cô nhấp cửu la đành phải gật đầu anh hỏi đi loại người như răng chó là gì lai lịch ra sao tôn chu cắm rễ nảy mầm là thế nào các cô chữa trị cho anh ta kiểu gì mà cọp là cái gì Nhấp cửu la ngạc nhiên, anh không biết à. Rồi cô cười, tôi biết đây. Sau đó quay ngoắt đi, nhưng tôi không nói cho anh đâu. Viêm thác cũng đoán trước được cô sẽ không hợp tác, nói vậy nghĩa là cô nhấp đây sống đã đủ, muốn chết rồi. Nhấp cửu la rừng rưng, anh lấy gì để cam kết cho sự an toàn của tôi? Không nói sẽ bị nổ chết mà nói chắc cũng vẫn chết. Đang nào chả chết, chỉ bằng không nói để anh bực chơi. Viêm thác cũng chẳng nói nhiều nữa, vậy cô đi thong thà. Anh chống tay đứng dậy, đi vòng qua bàn trà ra bên ngoài, bây giờ xem như bước vào cuộc chiến tâm lý. Có người bước lên pháp trường với tư thế hiên ngang như lại run sợ trước thanh đao chém đâu tuy nhấp cửu la mạnh miệng thế nhưng anh đoán cô vẫn sợ chết, kiểu gì cũng sẽ gọi anh lại trong vòng ba bước chân. Quả nhiên khi anh đi ngang qua người cô, cô đã lên tiếng viêm thác. Viêm thác dừng lại, nhấp cửu la vẫn giữ giọng điệu khiến người ta khó đoàn đó. Hồi nhỏ xem phim tôi thấy người tốt bị người xấu giết. Chết như vậy thật chẳng đáng giá. Tôi rất dễ đồng cảm với nhân vật nên từng nghĩ nếu là tôi, tôi sẽ chẳng để mặc người ta giết mình. Nhờ hôm nào xui xẻo bị giết thật, tôi cũng phải làm gì đó để kéo kẻ giết tôi chết cùng. Còn chưa dứt lời, cô đã nhào tới ôm lấy viêm thác, đồng thời xoay người đẩy viêm thác mói xuống chiếc sofa mình vừa ngồi cô cũng đang đánh cuộc, dưới sofa không có bom thì thôi nhưng có thật thì viêm thác sẽ là lá chắn cho cô rồi mà. Giả sử uy lực quả bom mạnh quả khiến cả hai đều chết thì cô cũng đã kéo được viêm thác đi cùng. Sau một giây chờ đợi, không có vụ nổ nào xảy ra. Giai đoạn chuẩn bị đã xong, tiếp theo là bước vào trận chiến thật sự. Gần như là cùng một lúc, hai người đều ra tay. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 20 nhiếp cửu la vừa lên gối vào giữa dùng quần anh vừa giơ tay trải ra cướp súng viêm thác cũng ngay lập tức ấn đầu gối cô xuống đồng thời dịch tay xuống dưới nắm lấy cẳng chân cô hất ra ngoài thế là kế hoạch cướp súng của nhiếp cửu la thất bại cô vừa chạm đầu ngón tay vào thân súng thì đã bị đẩy ra ngoài viêm thác khóe như thế tất nhiên cô không địch được May mắn yêu thế của cô là giỏi ứng biến và cơ thể nhẹ nhàng nên vừa trông thấy chiếc thắt lưng bên hông viêm thác, cô chẳng buồn nghĩ ngợi mà giơ tay túm luôn vào lưng quần anh để không bị đẩy ngã. Đồng thời cô còn nhào tới ôm lấy cổ viêm thác, kể sát vào lưng anh như một con vườn. Thời cơ chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, cô sờ tay đến vị trí của huyệt đại trùy sau cổ viêm thác, nói khẽ vào tai anh, đi chết đi. Sau đó ấn mạnh, từ lúc bị cô ôm cổ, viêm thác đã biết tình hình không ổn. Huyệt đại trùy ở cổ đâu thể chịu được sự tác động, ăn nhẹ thì choáng váng, ăn nặng có thể chết tươi. Bởi vậy gần như cùng lúc với nhiếp cửu la nói, anh giơ hai tay ra sau túm vai cô xuống và quát lên, xuống đây. Nhiếp cửu la bị đào ngược cơ thể, hai tay không còn điểm tựa nên cơ hội giết chết viêm thác lần thứ hai cũng đi tong. Nhưng cô vẫn giữ đúng quan điểm của mình, cô mà ngã anh cũng chẳng đứng được, tuy cơ thể bị đảo ngược, nhưng nhân lúc viêm thác còn chưa buông bàn tay đang túm vai Minh, nhấp cửu la quấn lấy cánh tay viêm thác như thể tay cô là cảnh mây, cùng lúc đó cẳng chân cô quặp vào cổ anh, anh cũng xuống đi. Hai người cùng ngã xuống đất, cổ ngả này chẳng hề nhẹ, sofa lệch chỗ, đèn sàn nghiêng ngả, ngay cả bàn trà nhỏ xinh cũng ngã lăn trên đất. Tư thế trước đó của cô không bình thường dẫn tới việc không kịp để phòng nên củ ngã này khiến nhấp cửu la đau khắp mình mấy, mắt mọc đấy sao. Trong lúc choáng váng, nhác thấy ít hầu viêm thác sắt ngay bên miệng trận chiến của cao thủ phải tỉnh bằng dây chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, cô há miệng cần luôn. Tất nhiên viêm thác không biết cô định cần mình, chẳng qua thấy cô nhào tới và biết thừa đó không phải hành động gì tốt đẹp, anh nghiêng đầu đi khiến nhiếp cửu la cần chạch vào mé có anh ra thịt nơi mẻ cổ tất nhiên sẽ mềm hơn ở tay chân và cảm giác đau đớn cũng rõ hẳn. Cảm thấy máu trong người sông cả lên não, viêm thác dồn sức vào bàn tay đang đặt trên eo nhiếp cửu la, đẩy mạnh cô ra ngoài. Nhiếp cửu la va mạnh vào giá sách, hơn trăm cuốn sách trên giá đổ cả vào người cô. Sách đổ vào người cũng chẳng sao nhưng lưng cô như bị bẻ gãy. Cơn đau thấu xương khiến cô ứa mồ hôi lạnh cô còn chẳng bò dậy nổi, lát sau mới hồn hến bám vào giá sách để lấy sức bò dậy. Mới đầu lúc mời đứng lên, viêm thác còn loạn choạng phải lùi mấy bước cho tới khi đụng tới bàn làm việc khiến khung xương rồng trên bàn lung lay vài cái rồi lại hiên ngang. Hai người cảnh giác nhìn nhau từ nơi cách xa vài mét. Trong căn phòng phía tây dưới tầng 1, chị Lư vừa bừng tỉnh vội vàng ngồi dậy, bật đèn đầu giường sờ thấy phần da chỗ vết cần đã rách viêm thác giơ tay ra xem và phát hiện vết cần ấy sâu tới độ chảy máu luôn rồi nhận thấy khóe môi bị rách do sự đau rát ở đó và một mùi tanh nồng trong miệng nhấp cửu la thẻ lười liếm hết máu vào trong với suy nghĩ tự nuốt máu mình xem như mình không bị chảy máu hiệp một không thua không thắng cúi đầu xuống thấy vạt áo buông lơi để lộ một mảng ngực nhấp cửu la vừa che cổ áo vừa chỉnh lại vạt ào và nhìn viêm thác với ảnh mất khiêu khích đánh không lại hà họ viêm. Tôi mặc mỗi bộ váy, lại đánh bằng tay không? Có giỏi anh bỏ súng ra, đỏ súng tính gì đàn ông? Viêm thác cười, cô không có súng nhưng cô có răng. Nhếp cửu la cũng cười, bộ răng anh dụng hết rồi à? Viêm thác nhìn cô một thoảng chợt buông lỏng ngón tay để thân sùng xoay quanh món trò nửa vòng rồi tiện thể nhét khẩu súng lại sau lưng, một không dùng súng tôi cũng có thể bẻ răng cô. Hiệp 2 hai người đều không vội và hành động mà quan sát phương hưởng và khoảng cách hai bên để tìm biện pháp hiệu quả ngắn gọn nhất chuyện đánh tay đôi mấy chục nghìn chiêu trong suốt ba ngày ba đêm chỉ tồn tại trong tiểu thuyết võ hiệp thôi chưa nhiếp cửu la không có nhiều sức lực đến vậy trên thực tế chỉ hai đến ba phút đánh đấm cường độ cao cùng đủ khiến cô mệt đứ đừ rồi cô giỏi chớp lấy thời cơ tấn công nhanh gọn hơn như lần đánh mất răng chó và viêm thác cô đều ra tay bất ngờ khiến đối phương không phản ứng kịp còn trong trận đấu dài cô sẽ là bên chịu thiệt phải tăng tốc rồi nhiếp cửu la dẫm lên mấy thử nghiêm ngả trên đất mượn thể nhào về phía viêm thác đồng thời cô còn túm lấy chiếc gối dựa trên sofa ném vào mặt anh một cái gối có bị đánh trúng cũng chẳng đau nhưng để chắc chắn viêm thác vẫn lùi lại tránh xa chiếc gối cũng tránh luôn khôi củ nhào tới của nhiếp cửu la lần này nhiếp cửu la nhào hụt ngã ở trên mặt bàn làm việc, nhưng việc này cũng nằm sẵn trong kế hoạch của cô. Tay trái chống đỡ cơ thể, tay phải vơ lấy chiếc búa trên mặt bàn, cô chẳng thèm nhìn mà cứ thế lấy vai làm trục xoay người tấn công. Do không có sự chuẩn bị trước nên khi viêm thác cảm nhận được thế búa lạnh căm ập tới và ngừa người ra tránh thì đã muộn, ông tay ảo thùng một lỗ khiến bà vai lạnh lẽo. Nhưng chưa kịp làm gì nhấp cửu la đã xoay người bố thêm nhát búa thứ hai. Viêm thác vừa tức vừa sốc, giỏi thật đấy. Dỗ mình cất sủng đi nhưng lại mang búa ra chơi. Anh quyết định không trốn nữa mà đối mặt với cô. Khi nhát búa tới gần, anh cúi người lách sang bên ôm lấy eo nhiếp cửu la, tiện thể túm luôn tay trái của cô. Sau đó anh vòng ra sau lưng, ôm cả người cô vào lòng, bàn tay phải thì tóm lấy cổ tay đang giơ búa của cô rồi ăn nó xuống. Lại quay về với trận đầu sức lực, cả người nhiếp cửu la như bị một khung sắt xiết lại, không thể động đậy được tỉ tỉ. Cô đành trơ mắt nhìn tay mình bị viêm thác đè xuống. Khi đầu búa rũ xuống, viêm thác siết tay khiến nhấp cứu la đau đến run rẩy, chiếc búa rơi cạch xuống đất. Cô tức tối, dùng hết sức mình hất mạnh đầu ra sau. Cầm viêm thác để ngay trên đỉnh đầu cô nên sau cú hất đầu đó, răng anh đã cần vào đầu lưỡi khiến hai mắt hoa lên, tất nhiên tay cũng buông lòng. nhấp cửu la nhân cơ hội chạy đi. Trước khi ngã xuống, cô đã chạy được vài bước. Nhưng nhấp cửu la cũng chẳng đỡ hơn viêm thác bao nhiêu bởi đầu có không làm từ sắt mà căm anh cũng chẳng phải cao su. Cú hất đầu này chẳng khác nào giết được ba nghìn quân địch thì cũng tổn thất ba đến năm nghìn binh lính. Cô khẽ lắc đầu, đầu óc choáng váng bên nặng bên nhẹ. Quay người lại sau một thoảng thở dốc, cô bắt gặp viêm thác đang nhổ ra một búng móng. Chắc củ va đập đỏ khiến anh cần phải lười sau hai hiệp vẫn không tóm được anh nhấp cửu la cảm thấy mình phải sử dụng chiêu hiếm trong sự hảng hái nhấp cửu la xông thẳng tới viêm thác giơ tay ra đỡ nhưng ý định của cô là tấn công bên dưới vậy là sau một củ đá mạnh vào đùi nhấp cửu la ôm lấy viêm thác cả hai cùng ngã lộn nhào xuống đất cổ ngã đặc khiến cả hai va vào bàn làm việc đẩy nó ra xa nửa mét những chiếc cưa chiếc búa con dao cây đục rơi rầm rầm xuống đất ngay cả khung xương rồng cũng không đứng vững nổi ngã nhào về bên này có cơ hội nhiếp cửu la chẳng đoái hoài tới những thứ khác trèo ngay lên người viêm thác sau đó tay phải cô kéo phăng chiếc vòng trên cổ tay trái thành một sợi thép mảnh sáng loáng rợn người và quấn nó quanh cổ viêm thác chiếc vòng tay này viêm thác cũng biết nhưng có chết anh cũng chẳng nghĩ ra được nó còn là vũ khí giết người sợi thép mảnh như vậy mà xiết vào có thì sao mà sống được Viêm thác vội vàng nhét khung xương rồng rơi ở bên tay nhét vào giữa vòng dây. Giác, sợi thép mảnh siết chặt khiến khung xương rồng vốn đã yêu ớt đứt đôi. Nhấp cửu la luôn tay, quản thêm một vòng nữa. Nhìn sợi thép trước mặt, viêm thác biết mình sơ suất, sợi thép khác với con dao. Con dao phải rút về mới chém tiếp được nhát thứ hai, nhưng sợi thép thì không, vòng thứ nhất không chặt, vòng thứ hai sẽ chặt, Viêm thác giơ tay lên muốn tóm lấy một thứ gì đó, cuối cùng bắt được một thứ mềm mại mịn màng, còn cổ tay lại chạm phải một vật cưng cứng. Tay anh trượt nhanh trên đùi nhếp cửu la, rút ra một con dao găm. Khi sợi thép siết chặt lại, anh cũng trở tay chĩa mũi dao vào ngực cô. Nhếp cửu la cứng người. Đầu mũi dao rất sắc, chưa gì đã đâm thủng làn da khiến lớp vải bên ngoài thấm móng. Dưới lớp váy ngủ, một giọt máu đỏ sẫm đã chảy dọc xuống bụng cô. Cổ viêm thác đã bị sợi thép mảnh xiết chảy máu. Anh nhìn nhiếp cửu la, cười mỉa, tay không à. Cô nhiếp, trên người cô giấu nhiều đồ ghê đấy. Hai người đều bất động, cũng không dám mạo hiểm kích thích đối phương bởi cổ họng và tìm nếu chẳng phải ruột thừa, không phải thứ con người có thể vứt bỏ. Đúng lúc này, trên cầu thang có tiếng nói e dè của chị Lư. Cô nhiếp, xảy ra chuyện gì à? nhấp cửu la giật mình hét lên không có gì em làm vỡ đó sáng mai chị lên dọn dẹp là được chị lư đáp ô ồ vậy được rồi cũng may chị lư không nghĩ nhiều công ty cho thuê giúp việc mà chị làm việc có hẳn một nhóm chat của những người làm giúp việc cho tác giả họa sĩ nhà thiết kế vv những người này thường có hành vi khác người và xác suất xảy ra vấn đề như trầm cảm tự ngược đãi bản thân hút ma túy cũng cao hơn nhiều so với người bình thường từng có một người nửa đêm có linh cảm vẽ một trái tim đẫm máu trên tường bằng máu của mình khiến cô giúp việc gặp ác mộng cả tuần liền thế nên việc nhấp cửu la làm vỡ đồ vào giữa đêm và tiếng động cũng khá lớn vẫn bình thường chán đợi tiếng bước chân của chị lư biến mất viêm thác mới nói cô nhiếp chúng ta định thế này đến sáng hả nhiếp cửu la nuốt nước miếng không trả lời nhưng bàn tay cầm sợi thép mảnh đã bắt đầu run rẩy giữ một tư thế trong thời gian lâu dễ bị vậy. Viêm thác tiếp tục, tôi là người sợ chết mà nhìn căn phòng làm việc đầy ấp này chắc cô cũng quý trọng cuộc đời. Cô xem, so với việc cả hai cùng chết chỉ bằng chúng ta đều lùi lại một bước, có được không? Nhấp cửu la gật đầu, được, anh lùi trước đi. Viêm thác cười mỉa, tôi lùi trước à? loại người nói giỏi không chớp mắt như cô có tư cách gì mà đòi tôi lùi trước. Cô trước đi, hình dung cô bằng câu nói dối không chớp mắt cũng chẳng phải nói oan cho cô. Nhếp cửu la nói, được, tôi lùi trước. Cô nhìn chằm chằm viêm thác, rồi buông một đầu sợi thép ra để chiếc vòng quay cuộn về cổ tay với hình dạng ban đầu. Sau đó cô giơ hai tay lên đầu, tỏ vẻ mình vô hại rồi từ từ đứng dậy, lùi lại phía sau. Viêm thác cũng nhìn cô, sau đó bỏ dao găm xuông, trông tay đứng dậy. Khi đứng dậy rồi anh còn đá văng con dao r -A -A. Hiệp 2 lại không thắng chẳng thua, kết quả tiếp tục là con số 0, nhấp cửu la nghiến răng, tiếp tục. Viêm thác chẳng định vật nhau với cô nữa, cô nhiếp, tôi đến đây để tâm sự với cô nhưng trạng thái điên khùng này của cô không thích hợp để trò chuyện lầm. Hôm khác tôi lại tới vậy. Nói rồi anh quay người đi về phía cầu thang. Khẩu súng sau lưng lắc lư với cô. Còn hôm khác à, những chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt, ngày nào cũng lo sợ bị người ta trả thù thì ai mà chịu nổi. Nhiếp Cửu La quát lên, quay lại. Trong lúc nói, cô đã phi lên định rút súng. Dám để súng trong tầm mắt của cô thì tất nhiên Viêm Thác có đủ sự tự tin sẽ không để cô lấy được. Bởi vậy ngay khi cô nói, anh đã nhảy xèo về phía trước dây một bức tượng còn bọc màng ni lông trong suốt ở trên giá cao xuống trước đó anh đã chú ý tới bức tượng này bởi đó là một bức tượng quan âm thủy nguyệt xuyên qua màng ni lông mông vẫn có thể thấy rõ trình độ điêu khắc qua đôi mắt hẹp dài đang khép hờ nhìn xuống và những nếp uốn phức tạp của ông tay áo anh dám chắc người yêu quý tác phẩm sẽ không trơ mắt nhìn tác phẩm bị hủy hoại thấy bức tượng rơi xuống đầu nhếp cửu la như trống rỗng Cuối cùng, bản năng nghề nghiệp vẫn xếp hàng đầu. Cô dừng bước chân đang đuổi theo viêm thác, chạy vội tới đỡ bức tượng. Đây chính là bức tượng ba năm rồi. Em vẫn cổ chây lì à? Trong miệng anh Thái, sở dĩ quá trình điêu khắc của bức tượng này kéo dài là do nó yêu cầu sự tỉ mỉ. Quả thật, Nhất Cửu La rất yêu quý tác phẩm của mình. Biết nếu mình ôm lấy, chắc chắn bức tượng sẽ bị hư hỏng đôi chút. Nên trong tình huống khẩn cấp cô nằm xoài xuống nền nhà coi cơ thể mình như tấm đệm và đã đỡ được bức tượng quan âm ngay thời khắc cuối cùng đối diện với gương mặt quan âm qua lớp màng ni lông trong suốt nhấp cửu la thở hồn hền chống ngực đập thình thịch lưng ướt lạnh mỗ hồi nghe tiếng mói vỡ nhấp cứu la mới dô viêm thắc không đi ra ngoài bằng lối cầu thang đó chỉ là cải bẫy anh gài cô thôi mà nhảy ra từ cửa sổ trong lúc đó đã làm rơi không ít mảnh ngói xanh phía cuối mái hiên là tường rào nhảy qua tường là có thể trốn thoát viêm thác đi rồi. Nhếp cửu la nằm bẹp trên đất một thoáng mới cố nhịn sự đau đớn trên người để ngồi dậy. Đồng thời cô còn cẩn thận đặt bức tượng xuống đất nhưng tiếc rằng dù đã cố hết sức, tượng quan âm vẫn không thể giữ được nguyên vẹn. Có một vài vật thứ nho nhỏ rơi trong màng ni lông, nhếp cửu la nhận ra được ngón tay cái trong bàn tay buông thông, một mảnh nhỏ trên chuỗi ngọc và một góc nhỏ của chiếc mũ. Tuy những thứ này có thể sửa lại dễ dàng nhưng mỗi một mảnh vỡ đều khiến cô đau lòng như mất một miếng thịt. Lát sau, cô nghiến răng đứng dậy, đi tới trước cảnh của số đang mở. Trong không khí đầy áp hương hoa cỏ, trên mặt đất là tà bảy tám mảnh môi, và gian phòng chị Lư vẫn cứ sáng đèn, sáng một lúc lâu mới tắt. Với tình hình này, ít nhất là đêm nay viêm thác sẽ không quay lại. Có tức cũng chẳng làm gì được, đợi cũng vô ích. Nhấp cửu la cài then cửa số, nhặt con dao găm bị viêm thác đá văng lên rồi bước qua đồng bừa bộn trong phòng. Đi được nửa đường chợt nhớ ra một điều cô quay lại bên sofa, lật tấm đệm lên. Bòm méo gì, đó chỉ là một chiếc kẹp inox, đè lên là phát ra tiếng. Cầm lấy chiếc kẹp, cô lảo đảo đi vào phòng ngủ với cái đầu còn choáng váng. Cú va chạm đó quả thật đã khiến mọi thứ trong đầu cô xáo trộn nhiếp cửu la siết chặt chiếc kẹp trong tay lần sau gặp lại cô muốn nhét thứ này vào miệng viêm thác để anh nuốt chừng nó phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn